Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để swap mua cái token có mã là ZPAE trên cái ví SafePan. Đây, trước hết KTV sẽ vào cái trang tronscan.org này. Thì cái ZPAE này hiện tại nó đang chạy trên cái network TRC20. Ở cái ô tìm kiếm đây, quý vị hãy đánh là ZPAE vào này. Đây, KTV sẽ chọn cái đầu tiên đây này. Quý vị cũng có thể vào CoinGecko để tìm kiếm lấy cái smart contract của cái ZPAE này. Đây. Thì đây là thông tin về cái token subnet holder. Đây, KTV sẽ lấy cái contract của nó này. Đây là contract này. Quý vị hãy bấm vào biểu tượng copy. Đó, đã copy. Rồi, bây giờ KTV sẽ vào cái ví SafePan. Thì đây là cái ví SafePan mà KTV đã đăng ký và đã sử dụng. Hiện tại KTV có TRX ở đây để làm phí. Quý vị muốn giao dịch được trên cái mạng và muốn mua được cái token ZPAE này, quý vị cũng phải có TRX để quý vị làm phí nha. Và KTV có USDT mạng TRC20. Đó, đây. Rồi, quý vị bấm vào cái biểu tượng ở phía bên dưới giữa màn hình đây này. Đó. Quý vị chọn network tron đây. Tron. Quý vị chọn luôn cái trang web đầu tiên của nó là trang ZSwap đây này. Rồi, cái phần đầu tiên đây này. KTV tắt cái đó đi. Đây, cái phần đầu tiên, quý vị hãy bấm vào cái T đấy thì này. Thì ở đây KTV mua bằng USDT, nên KTV sẽ chọn là USDT này. Rồi, cái phần thứ hai, quý vị cũng bấm vào và quý vị dán cái smart contract mà quý vị vừa copy ở bên cái trang tronscan đấy. Đó, quý vị dán vào đây. Đây, thì quý vị add nó vào. Ở đây KTV đã add sẵn rồi. KTV chọn luôn là ZPAE. Rồi, ở đây KTV sẽ nhập cái số lượng vào cái ô đầu tiên đây này. Quý vị muốn mua bao nhiêu thì quý vị nhập cái số lượng USDT vào đây. Ở đây KTV sẽ chọn là max đi. Tức là KTV sẽ mua tất cái chỗ này. Đây, quý vị có thể kiểm tra cái giá của nó đây này. Đó, giá hiện tại đang 0.0017. Rồi, KTV sẽ mua tất này, bấm max này. Rồi, quý vị vuốt màn hình lên và quý vị bấm vào chọn swap này. Quý vị chọn confirm swap để xác nhận. Quý vị chọn ok này. Rồi, nó đang pending đấy. Quý vị hãy chờ trong giây lát. Ok, swap complete này. Đã swap. Rồi đấy. Đây, KTV sẽ tắt nó đi này. Quý vị hãy trở lại cái ví. Đây, quý vị bấm vào đây. Kiểm tra xem là cái đồng
Zpay này nó đã về chưa? Quý vị kiểm tra USDT trước này, rồi nó đã trừ được gì thôi nào. Nó đang cập nhật. Đó. Quý vị chờ khoảng 1 phút. Ok, đó. Thì cái đồng Zpay đây này, đó, nó đã về ví của KTV rồi đây này. Ok, vậy là KTV đã vừa chia sẻ cùng quý vị cách để swap cái token Zpay trên cái ví SafePan. Và KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.